Thưa quý vị, còn vài tiếng nữa thì mới kết thúc ngày lễ độc thân, một dịp mua sắm thường niên được coi là nhộn nhịp nhất và sầm uất nhất với quy mô lớn nhất trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Và cách đây một tiếng thì con số chúng tôi vừa mới cập nhật được cho thấy là tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đã phá vỡ kỷ lục của chính mình vào năm trước khi thu về hơn 30 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Ngày lễ mua sắm 11 tháng 11 do Alibaba khởi xướng này thì từ lâu đã vượt qua cả những dịp như là Black Friday hay Cyber Monday của Mỹ, với những kỷ lục doanh thu mà chắc là chỉ có Alibaba lập ra, để rồi chính Alibaba thì mới có thể phá được. Và tập đoàn này thì đã có chiến lược khá hiệu quả khi mà biến ngày lễ độc thân này trở thành một sự kiện trên toàn cầu, bằng cách là lôi kéo những ngôi sao thế giới vào sự kiện của mình. Năm nay thì ngôi sao người Mỹ Kim Kardashian còn livestream với hàng triệu người hâm mộ về việc là sẽ bán sản phẩm của mình trên trang thương mại điện tử Tmall của Alibaba. Vâng, và ngoài việc lôi kéo người nổi tiếng thì những người khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc đang có những chiến lược gì để kích thích nhu cầu mua sắm, khiến cho 11 tháng 11 trở thành sự kiện được hàng tỷ người Trung Quốc và cả các nước khác nói đến. Con số tổng doanh thu nhảy liên tục trên màn hình lớn. Sự xuất hiện của những ngôi sao giải trí hàng đầu như Taylor Swift. Chỉ những hình ảnh này đã đủ nói lên tầm quan trọng cũng như sức mạnh của lễ độc thân 11 tháng 11 với gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba. Và không chỉ mời các ngôi sao, hàng loạt thế mạnh khác cũng được Alibaba tận dụng tối đa để thúc đẩy doanh số của sự kiện này. Bằng nền tảng di động lớn hàng đầu Trung Quốc, chỉ trong một ngày, gần 20.000 thương hiệu và nhà bán lẻ đã có thể quảng bá sản phẩm dưới hình thức quay video trực tuyến. Mọi thanh toán đều được thực hiện dễ dàng qua Alipay, ví điện tử đang được gần 900 triệu người Trung Quốc sử dụng. Alibaba cũng có hẳn một chi nhánh giao vận riêng, Kainiao, cùng hàng chục đối tác lớn nhỏ để xử lý hơn 100 triệu đơn hàng chỉ trong 8 tiếng đầu sự kiện, sử dụng từ xe máy điện, tàu hỏa cao tốc cho tới máy bay, giúp hầu hết đơn hàng sẽ tới tay khách mua chỉ trong vòng một tuần. Các nhà bán lẻ sẽ bắt đầu chuyển hàng đi từ ngày 12 hoặc ngày 13, để người mua có thể nhận hàng vào ngày 15 hoặc 16. Đây là giai đoạn bận rộn nhất trong năm, và tất cả chúng tôi phải tăng ca liên tục để đảm bảo hàng đi đúng giờ. Và với mối quan tâm lớn từ người tiêu dùng, thì không chỉ Alibaba, mà rất nhiều nhà bán lẻ ngoài Trung Quốc cũng không thể đứng ngoài sự kiện này. Hiện Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang là ba nguồn hàng ngoại lớn nhất mà người Trung Quốc mua trong dịp lễ độc thân. Một số thương hiệu Hàn Quốc thậm chí ghi nhận doanh thu trong ngày này bằng với phần còn lại trong cả năm. Từ vài năm qua, Alibaba và các đối thủ cũng đang mang lễ độc thân xuống Đông Nam Á, thị trường thương mại điện tử mới nổi hàng đầu hiện nay, với kỳ vọng sẽ lặp lại những thành công như tại quê hương của nó suốt 10 năm qua. Còn tại Việt Nam của chúng ta thì dù ngày lễ độc thân mới chỉ được du nhập vài năm trở lại đây, nhưng các doanh nghiệp đã không bỏ lỡ cơ hội này. Năm nay thì không chỉ áp dụng những hình thức giảm giá khuyến mại và cạnh tranh với nhau, mà các doanh nghiệp còn đưa ra cả những hình thức mới lạ gây nhiều tò mò và hấp dẫn cho người tiêu dùng. Mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây. Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay 11 tháng 11 hay còn gọi là ngày lễ độc thân, nếu như quý vị muốn thưởng thức một cây kem miễn phí thì hãy như tôi, mặc một bộ đồ đen và đến cửa hàng tiện lợi này nhé. Trang phục đen lấy cảm hứng từ ngày Black Valentine dành cho những người độc thân. Chiêu thức khuyến mãi ăn theo như thế này của cửa hàng tiện lợi đã thu hút khá nhiều bạn trẻ. Cũng rất hào hứng là để đi xem và ăn thử xem cái kem này nó như thế nào. Thế là chờ đây trước 4 giờ đi cùng các bạn em đó. Còn nếu như quý vị đang muốn đi xem phim mà phân vân bởi vì chưa có ai đi cùng cả thì hãy đừng lo, tại sao chúng ta không đến rạp chiếu phim và chọn cho mình một chiếc ghế thoát ế. Chưa mất 60 giây cuộc đời để có một cuộc tình, hay đi một về hai. Đó là những câu quảng cáo của một hệ thống rạp chiếu phim cho dịch vụ ghế thoát ế của mình. Chọn một rạp có chữ single và chọn màu ghế, ghế xanh dành cho nam và ghế hồng dành cho nữ. Chưa biết có thoát ế được hay chưa, chỉ biết dịch vụ này đã khiến không ít FA phải tò mò đến rạp. Muốn thử xem là cái dịch vụ ghế thoát ế này nó như thế nào, chứ không phải là em đến với cái mục đích là em muốn tìm người yêu. Biết đâu lại gặp được một nửa của mình sao? Chắc chắn là nó không dễ dàng, buổi không được thì hai buổi. Không chỉ ghế thoát ế, tặng kem cho người mặc đồ đen, những chiêu thức khuyến mãi ngày độc thân năm nay cũng trở nên độc đáo hơn với việc các nhãn hàng chơi đùa cùng các con số 1, từ mua 1 tặng 1 hay giá cho mỗi sản phẩm là 111.000 đồng. Và chắc chắn là sẽ rất thiếu sót nếu chúng ta không thể kể đến những chương trình khuyến mại giảm giá của các trang thương mại điện tử. Và năm nay không chỉ áp dụng các phương thức giảm giá đơn thuần, mà bây giờ thì cái cách thức giảm giá và cái thời gian giao hàng cho khách hàng cũng được thay đổi liên tục để có thể thu hút được nhiều khách hàng đến nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bỏ ra hàng tỷ đồng để tổ chức nhạc hội đón đầu sự kiện khuyến mãi 11 tháng 11. Doanh nghiệp thương mại điện tử này muốn đổi lại vài phút để kích thích người xem săn mại giảm giá trên ứng dụng, đồng thời kích thích dùng ví điện tử mà doanh nghiệp vừa tích hợp được vào hệ sinh thái. Với việc tích hợp ví điện tử từ bên thứ ba vào hệ thống, chúng tôi muốn người dùng của mình có thể thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào mà họ muốn. Đây là một cái phương thức khuyến mãi mới mà khách hàng rất là ưa chuộng. Ngoài ra, các hình thức đánh vào nhu cầu giải trí của người dùng như phát sóng trực tiếp livestream hay trò chơi trực tuyến cũng là điểm mới về phương thức cạnh tranh trong dịp này, cho thấy các dịp khuyến mãi như 11 tháng 11 giờ đã không còn quanh quẩn ở các hình thức giảm giá nhàm chán. Nếu mà năm ngoái nhìn chung chúng tôi đều tập trung vào giảm giá khá là nhiều thì năm nay mọi người có thể thấy là có rất là nhiều thông điệp và thị trường e-commerce nhìn chung là đã sôi động hơn, phong phú hơn rất là nhiều. Như là chúng tôi cũng đầu tư hơn về việc live streaming, có những cái game show để cho mọi người có thể cùng mua hàng nhưng mà lại vừa chơi game để lấy quà. Tuy nhiên trên hết, theo giới doanh nghiệp, thách thức thực sự là vừa phải bắt kịp các xu hướng mới để cạnh tranh, lại vừa phải cải thiện những yếu tố cơ bản nhất của thương mại điện tử, đó là đa dạng nguồn hàng hóa và tốc độ giao hàng. Chẳng hạn như sau khi Tiki ghi dấu ấn trên thị trường với dịch vụ giao hàng trong 2 giờ, thì những đối thủ khác gần đây cũng tung ra các dịch vụ như Lazada giao hoa trong 4 giờ, Sen Đỏ giao hàng trong 3 giờ hay Shopee nhận hàng trong 4 giờ. Và các dịp cao điểm như 11 tháng 11 là bài kiểm tra với những cam kết này. Sự sôi động trong phương thức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thương mại điện tử diễn ra trong bối cảnh báo cáo về lượt truy cập website cũng như ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam liên tục chứng kiến sự đổi ngôi, biến động trong một năm trở lại đây.